Cảm xúc là điều ý nghĩa nhất với con người và cũng là điều duy nhất trên thế giới có ý nghĩa với con người. Nhưng hình như đó cũng là điều tệ hại nhất, và hình như đó là tất cả mọi thứ trên thế giới này. Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi liệu một sự thật là một sự thật hay sự thật là chẳng có sự thật nào cả? Tôi thì có. Thỉnh thoảng tôi nghĩ mọi thứ diễn ra xung quanh tôi thực chất là đang diễn ra trong chính tôi nhiều hơn. Những hôm được người mình thích trả lời tin nhắn, tôi thấy thế giới có vẻ đẹp hơn 1000 lần so với bình thường. Bầu trời có vẻ rộng ra, cao lên và mang một chút màu xám sáng, bạc bạc, tinh tế, dù cho hôm đấy có mưa rả rích cả ngày. Và có một vài hôm khác, những ngày tôi rơi vào chuỗi không thể thắng nổi một trận trong hàng chục trận, hàng chục giờ, thì thằng bạn cùng phòng của tôi nên đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Và thời tiết hôm đó thì nên biết điều mà xanh tươi gió mát, không mưa, không nắng. Ấy nhưng mà mọi thứ dù có diễn ra tốt đẹp đến thế nào đi chăng nữa thì trong mắt tôi mọi thứ cũng thật tệ. Và những ngày mà trong lòng có nhiều giông gió. Và đôi lần tôi nghe ai đó than thở về việc gì đó, tôi đều xem xét kỹ lưỡng, đánh giá khách quan và cực kỳ cẩn thận, sau đó mới dám nói với họ rằng tình hình có vẻ không tệ như cậu nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ lại ổn thôi. Tất nhiên việc này chẳng làm họ cảm thấy khá hơn, đôi khi còn cảm thấy việc thổ lộ với tôi thật là vô ích. Nhưng rồi sau đó đúng là mọi chuyện ổn lại thật, và chẳng có gì tồi tệ xảy ra như cái cách người đó đã từng dự đoán. Cũng có đôi lần tôi than phiền với một người bạn về việc mình đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế nào, và việc một lúc cả chú chó lẫn thằng bạn thân lẫn crush của tôi đều không có những tương tác tích cực với tôi. Và về chuyện có lẽ dạo này sức khỏe của tôi đang diễn ra khá tệ, và có vẻ tôi sắp bị ung thư vì mùi hoa sữa. Họ đã bảo với tôi rằng chuyện đấy cũng bình thường, vì mọi người đang bận với việc của mình, và tao thấy hoa sữa thơm mà, thơm vãi cứt luôn ý. Và đúng thật là mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thật. Cảm xúc giống như một lăng kính để nhìn ra thế giới. Mỗi người thì có một cái riêng biệt. Một cái áo với người này thì đẹp, với người kia thì không đẹp. Một món ăn với người này thì ngon, với người kia thì không ngon. Điều này thật ra đã được các nhà khoa học nhìn nhận từ lâu. Họ đã từng làm một cuộc khảo sát về việc một nhóm người xem cùng một bức ảnh, rồi sau đó hỏi lại, có người cảm thấy thế này, có người cảm thấy thế khác. Nhưng điều đặc biệt hơn là có một vài chi tiết chỉ một vài người thấy, còn một vài người khác đã bỏ qua. Bạn thấy đấy, một bức tranh hoàn toàn bất biến, nhưng qua quan sát của mỗi người lại trở nên thiên biến vạn hóa. Có thể nói, lúc họ miêu tả lại, họ đã kể về bức tranh của chính họ, chứ không phải là bức tranh của người họa sĩ nữa. Thế nên, đôi khi tôi thường đi đâu đấy để bản thân mình được thanh tẩy, để mong sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp lại tâm hồn của mình, để từ đó có một lăng kính trong trẻo hơn mà nhìn thế giới. Thời gian của tôi, và của bạn nữa, là có hạn. May mắn thì chúng ta được hưởng phần đời già nua còn lại, xui xẻo thì vừa trẻ trâu xong đã phải kết thúc hành trình. Lúc ấy chúng ta sẽ rất muốn có cơ hội để quay trở lại, nói với những người xuất hiện trên đời mình và bị mình làm tổn thương vì chính những cảm xúc ích kỷ của mình, lời xin lỗi. Nhưng đã quá trễ, chết trong hối tiếc là không tốt. Rất ít người nhận ra được rằng cảm nhận của mỗi người là khác nhau, thế nên họ thường tự cho rằng những điều họ cảm thấy là chuẩn xác và áp đặt nó lên tất cả mọi người. Những người này thường như những đứa trẻ không chịu lớn. Từ nhỏ, các bậc phụ huynh thường mua búp bê đắt tiền, những tàu hỏa, ô tô, máy bay, những cái vé Vinpearl Land để bảo vệ và duy trì cảm xúc của những đứa trẻ con. Họ muốn con cái của họ luôn vui, bất ngờ, thỏa mãn, hạnh phúc. Và họ cũng đang muốn bảo vệ chính cảm xúc của họ nữa. Nhưng những đứa trẻ kia rồi cũng to xác dần lên, thế giới và bôm bốp vào mặt nhưng vẫn không chịu tỉnh. Chúng chỉ ngồi bệt xuống và mếu máo và gào lên, đúng mà mày nhớ mặt tao đấy con chó. Những đứa trẻ đấy cần được nâng đỡ, được suýt xoa và âu yếm những lời yêu thương để mà dịu lại. Ấy nhưng có phải lúc nào cũng có người bên cạnh đâu. Thế nên nếu bạn vô tình tìm thấy clip này, kiên nhẫn nghe đến tận đây. Hãy lớn lên các bạn ạ. Vì lớn lên các bạn sẽ không còn bị bỡ ngỡ khi nhận ra loài người đã khám phá ra tâm của vũ trụ không phải là bạn. Vì lớn lên các bạn sẽ nhận ra rằng cảm xúc của mỗi người đều đáng trân trọng. Nhưng đừng nghĩ cảm xúc của mình cao hơn cảm xúc của bất kỳ ai nhé. Đừng nghĩ rằng nụ cười sẽ cao hơn giọt nước mắt. Nụ cười của các bạn, những người đã lớn, sẽ là tình yêu thương vực dậy những đứa trẻ lem nhem nước mắt vì bị cuộc đời vả vào mặt. Vì lớn lên, các bạn có thể giúp người khác lớn lên. Có 3 điều cần ghi nhớ. Cảm xúc chỉ là của chính bạn. Thế giới thì không. Cảm xúc chỉ là nhất thời. Và cảm xúc thì không chính xác. Tất nhiên mọi người đều biết buồn, biết vui, biết tức giận. Thế nhưng một cô gái làm người này buồn nhưng lại làm người khác vui. Có khi là mọi người đều vui nhưng sau đó tất cả cùng buồn.
Và việc bạn buồn vì cô gái đó thì ba mẹ bạn, bạn bè bạn, con cún của bạn hay chính cô gái đó làm bạn buồn cũng chẳng thể nào hiểu được nỗi buồn của bạn, dù đúng là bạn còn nói cho họ nghe đấy. Và việc bạn buồn vì cô gái ấy cũng chỉ xảy ra nhất thời, vài năm nữa, nếu mà ngắn thì vài ngày, bạn sẽ chỉ cảm thấy thật buồn cười. Mọi thứ biến hóa khôn lường như vậy, liệu rằng đúng hay sai? Cảm xúc thì không có đúng sai, nó đơn giản chỉ là cảm xúc. Và những người giàu cảm xúc như con gái cũng không có đúng sai nốt. Nhưng mà vì sao bạn buồn với cô gái ấy chứ? Vì cô ấy buồn vì một chàng trai khác? Hay vì những lời cô ấy nói mà bạn nghĩ rằng đã tổn thương bạn? Có đôi khi chúng ta bực tức về lời nói của người khác, nhưng được giải thích rằng họ chẳng có ý gì cả. Và đúng là sau đấy mình nhìn lại thì chẳng có ý gì thật. Đôi khi chúng ta tự nghĩ rằng mình là thám tử, đã lần mò ra được đủ chứng cứ và manh mối để buộc tội rằng crush của mình, à crush thôi nhá, không phải của mình, chẳng có gì là của mình cả, chỉ cảm xúc, đang crush một người khác để rồi ghen tuông, buồn bã rồi thất vọng. Hay chúng ta đang buồn về crush của mình trong ngoặc kép, một người mà trước đó chúng ta từng rất vui khi nghĩ rằng họ đang nhìn mình một cách âu yếm và hình như có cảm tình với mình thật. Thế đấy, toàn bộ câu chuyện là cảm xúc của bạn hết. Có khi cô bé đấy còn chẳng quan tâm bạn là ai, và có thể bạn ấy chỉ đang tò mò nhìn lại một người tự dưng nhìn mình chằm chằm. Giả sử tất cả mọi điều mà tôi vừa đề cập bạn đều biết cả rồi, bạn đang ngáp và thầm nghĩ cái thằng này nói đúng vãi lều nhưng mà chả có nghĩa gì cả, tao biết thừa. Có thể đoạn sau sẽ có ích đấy nhá. Vì sao chúng ta thừa biết cảm xúc là vớ vẩn nhưng lại khó vượt qua nó? Vì chúng ta được cấu tạo bởi 70% là nước và 99% là cảm xúc. Chúng ta dùng cảm xúc để đối mặt với mọi thứ, tức là dùng cảm xúc để đối mặt với chính cảm xúc của mình. Thế nên xuất hiện một vài loại siêu cảm xúc như thế này: cảm thấy tệ vì cảm thấy tệ, gọi là tự ghê tởm; cảm thấy tệ bởi vì cảm thấy tốt, tội lỗi; cảm thấy tốt bởi vì cảm thấy tệ, là tự công bình; và cảm thấy tốt vì cảm thấy tốt, là tự cao, ái kỷ. Phần tiếp theo mình copy từ bài Cảm xúc là đối vứt đi, hay là Fuck Your Feelings của Mark Manson. Các bạn có thể bỏ qua phần này và nhảy trực tiếp đến phần timestamp trên video để nghe giọng văn của mình nhiều hơn. Và mình cũng chia sẻ đây là phần trong tư duy nhanh và chậm. Siêu cảm xúc của bạn đây nhé. Cảm thấy tệ vì cảm thấy tệ là tự ghê tởm, tự chỉ trích quá nhiều, hành vi lo âu thần kinh, kìm nén cảm xúc, nhiều lần giả tốt bụng, lịch sự, cảm thấy dường như bạn có gì đó sai sai. Hay là cảm thấy tệ vì cảm thấy tốt là tội lỗi. Tội lỗi tột cùng và cảm giác như là bạn không xứng đáng được hạnh phúc, liên tục so sánh bản thân với người khác, cảm giác như kiểu có gì đó sai dù mọi chuyện vẫn đang ổn, có những chỉ trích và tiêu cực không cần thiết. Tiếp theo là cảm thấy tốt vì cảm thấy tệ, đây là tự công bình. Phẫn nộ về luân lý, khinh bỉ người khác, cảm giác bạn xứng đáng có được nhiều điều gì đó mà người khác thì không, luôn tìm kiếm cảm giác nạn nhân và bất lực. Tiếp theo là cảm thấy tốt vì cảm thấy tốt, hay là tự cao và ái kỷ. Tự ca ngợi, đánh giá bản thân quá cao, đây là một nhận thức bản thân tích cực ảo tưởng, không thể chịu đựng được sự thất bại hay sự từ chối, né tránh đối đầu hoặc không thoải mái, luôn chỉ quan tâm đến bản thân. Siêu cảm xúc là một phần trong những câu chuyện chúng ta kể với bản thân về cảm xúc. Chúng khiến ta cảm thấy hợp lý khi ghen, chúng tán thưởng sự tự phụ của chúng ta, chúng vùi đầu ta vào những nỗi đau của mình. Bản chất chúng là ý thức điều gì là hợp lý hay không hợp lý. Đó là thỏa thuận của bản thân trong việc ta nên phản ứng cảm xúc thế nào và không nên phản ứng cảm xúc ra sao. Nhưng cảm xúc không trả lời những điều nên làm, cảm xúc là đồ ngu, nhớ chưa? Và thay vào đó, những siêu cảm xúc này có khuynh hướng sâu xét thâm tâm ta và còn nhiều hơn thế nữa. Nếu bạn luôn cảm thấy tốt vì cảm thấy tốt, bạn sẽ chỉ quan tâm đến bản thân và cảm thấy mình vượt trội hơn những người xung quanh. Nếu cảm xúc tốt khiến bạn cảm thấy tệ về bản thân, bạn sẽ trở thành một cục tội lỗi và xấu hổ khi biết đi, biết nói, nghĩ rằng bạn không xứng đáng với mọi thứ, không hưởng được gì cả và không tạo ra giá trị gì cho người khác hay là thế giới xung quanh. Và rồi có những người cảm thấy tệ vì cảm thấy tệ. Những kẻ suy nghĩ tích cực này sẽ sống trong nỗi sợ rằng bất kỳ khổ sở nào cũng mang ý nghĩa bạn có gì đó cực kỳ sai. Đây chính là vòng lặp phản hồi địa ngục mà rất nhiều người trong số chúng ta bị ép cuốn vào bởi nền văn hóa, gia đình và ngành công nghiệp tự lực nói chung. Nhưng có lẽ siêu cảm xúc tệ nhất là loại đang càng ngày càng phổ biến hơn: cảm thấy tốt vì cảm thấy tệ. Người cảm thấy tốt vì cảm thấy tệ luôn thấy vui thích với một sự phẫn nộ công chính nhất định. Họ cảm thấy vượt trội vì những khó khăn của mình, rằng họ là người hy sinh trong thế giới khắc nghiệt này. Những kẻ thích nạn nhân thái quá bản thân theo phong trào này chính là những kẻ muốn hủy hoại cuộc sống của người khác trên Internet, là kẻ muốn diễu hành, báng bổ chính trị gia hay doanh nhân hay là người nổi tiếng đang cố gắng hết sức trong thế giới khó khăn phức tạp này. Rất nhiều xung đột xã hội mà ta đang trải qua trong ngày hôm nay là kết quả của những siêu cảm xúc này. Những đám đông đang làm loạn ở hai bên cánh tả, cánh hữu, tự coi bản thân là nạn nhân và là người đặc biệt với những nỗi đau và nghịch cảnh vô lý họ đang phải chịu đựng. Lòng tham gia tăng khi người giàu tự tán thưởng họ giàu, đi kèm với gia tăng về lo âu và trầm cảm về tầng lớp hạ lưu và trung lưu ghét họ vì bị bỏ lại phía sau. Những lời này
không chỉ là ta tự nói với chính mình mà còn là những lời truyền thông thêu dệt. Người chủ trì của một chương trình cánh hữu châm ngòi sự tự công bình, khiến người xem bị nghiện những nỗi sợ phi lý rằng xã hội loài người đang thối nát. Nhưng trò đùa biếm họa chính trị bên cánh tả cũng tạo hiệu ứng tương tự, nhưng thay vì nỗi sợ, chúng khơi gợi trí khôn, sự ngạo mạn. Văn hóa người tiêu dùng thúc ép bạn đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc, rồi sau đó tán thưởng bạn với những quyết định đó. Trong khi đó, tôn giáo khuyên nhủ ta cảm thấy tệ với việc ta cảm thấy tệ như thế nào. Ok, trở lại với phần văn của mình. Vậy rốt cuộc bài này có ý nghĩa là gì? Một lần nữa, mình không mong nó trở thành phần gọi là tự lực cánh sinh, self help để rồi các bạn chỉ nghe rồi gật gù và chẳng làm gì cả. Cảm xúc là cả thế giới này. Cảm xúc của bạn chi phối đến mọi người, đến cách vận hành của nền kinh tế và có thể nói là tất cả mọi thứ. Từ cách bạn la mắng con mình đến cuộc chiến tranh thế giới, từ tình yêu của bạn cho đến giá trị của viên kim cương. Con người sinh ra, lớn lên, sáng tạo ra một vài thứ, phá hủy đi một vài thứ cũng là do cảm xúc của bản thân. Thế giới này vận hành bằng cách cho các cảm xúc của vài tỷ người bay vòng vòng, va đập lẫn nhau, triệt tiêu, sản sinh ra nhau để rồi từ đó có cái này, cái kia. Những cái ấy lại là thứ tác động lại cảm xúc của con người một lần nữa. Chúng ta tốt hay xấu, độc ác hay không là do cách chúng ta tự chủ cảm xúc và cách chúng ta dùng cảm xúc đó để tác động lên thế giới, thông cảm hay áp đặt. Chúng ta thành công hay thất bại cũng là do cảm xúc tiêu cực hay tích cực của mình và những người khác. Thế nên cảm xúc thì muôn hình vạn trạng, nhưng hiểu và làm chủ được nó thì có thể nói bạn đã làm chủ được thế giới. Bao giờ làm chủ được thì nhớ bảo mình nhá, rồi sau đó dạy mình tí, mình chưa làm được đâu. Tất nhiên thì mình không bảo bạn vô cảm như là robot đâu nhá. Chỉ đơn giản là nếu tích cực và tiêu cực thì đều do bản thân mà ra cả. Vậy sao không tích cực? Nếu các bạn thích video này, hãy bấm like và subscribe cho Spider Room và đừng quên nhấn chuông thông báo. Đồng thời, hãy ghé qua shop của Spider Room để ngó qua các sản phẩm mà chúng mình đang chia sẻ trên đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!